thì nó cũng hơi nhiều. Hình như nó có mấy cái rồi. À. Cái của hình như có tới 5 cái. Mấy của em rồi. Hội đồng khóc hát có tới 5 cái lận cho nên có gì kéo này xuống được đấy. Mà thôi cứ để gì đi. Có phiền hồi cái lại bóc trúng cái đề nào từng cái chân luôn. Hội đồng khóc hát có 5 cái ha. Đầu tiên là mình sẽ ngã đùi nè. Đặt cái cổ chân. Thành nó chậm chậm. Mình có gì mình có ngã đùi. Bộ đồng khớp háng ha, có ngã đùi, khép đùi, gấp đùi, dạng khép, xoay đùi. Cả đùi. Trong đó cái dạng khép á là nó có tư thế nằm ngửa và tư thế nằm sấp. Được không? Cuối năm nói lại một lần nữa. Ngã đùi nè, ngã đùi, khép đùi nè, gấp đùi nè, gấp xoay đùi nè, ngã khép. Dạng khép đùi. Dạng khép đùi có tư thế nằm ngửa, tư thế nằm sấp. Rồi ha, rồi giờ nó ngã đùi trước nha. Khớp háng là cái khớp của xương chậu vô tới cái xương đùi, yeah. Được không? Gọi là cái khớp hông á, yeah. Cho nên chức năng của nó là gì? Là mình phải di chuyển cái đùi. Cho nên những cái chữ mà có chữ đùi á là bằng khớp háng ha. Ngã đùi đầu tiên mình sẽ đặt gót chân lên đầu gối nè. Một tay mình đứng với cái bên này, một tay mình sẽ nhấn cái đầu gối họ xuống, cố gắng chạm giường, và tay này mình sẽ giữ ở xương chậu kế bên, chứ không mình ứng cái người họ bị xoay. Dạ dạ. Mà nó có dạng khớp háng này được đúng không? Dạ. Đây. Đó. Dạng khớp háng ra, nhưng mà mình nhớ nhìn mặt. Coi đau quá hay gì đó, ngã lực lên ha, mình đây là ngã đùi phải không? Dạ. Bệnh nhân phải à. Đưa theo cái lực thì được. Rồi, tiếp theo là khép đùi ha. Khép đùi là mình sẽ lào lúc hai chân, chống hai chân lên ha. Cong cái này vô. Đấy. Mở ra. Khép chân này thì ngã chân này ra. Ha. Khép chân này vô. Ngã chân này ra. Cái động tác một lúc nãy là làm hai bên luôn hết này. Ừ thì chuẩn là hai bên, nhưng mà lúc mình khi kiểm tra là một bên này. Dạ dạ. Dạ. Đây là khép thôi. Còn không cái này là một bên được, nhưng mà phía sau một bên thì cái bài này duỗi đi. Thì này khép không khép được hết cỡ. Ha. Nên mình cong hai cái ra. Đó, khép được. Hay nếu bệnh nhân đông đau quá thì mình nương theo cái biên độ của bệnh nhân. Đúng chứ không phải là ví dụ bệnh nhân giới hạn thì tới đây người ta hết khép được nữa thì thôi mình ngừng tới đây thôi. Yeah. Chứ này cũng tới đây thôi. Mình cảm nhận tới biên độ của anh, tại em thấy biên độ anh này tốt. Ok, đằng nãy giờ tới đây là đỡ mình kẹo rồi. À, càng xuống này xuống nữa luôn á, xuống tới luôn á. Rồi, hai cái. Giờ là tới cái gấp đùi. Gấp. Không sao rồi. Gấp đùi ha. Mình sẽ ôm cái đùi đó ha, mình không có ôm vậy nha. Ôm vậy á, khi mình gấp vô á, cái khi họ đá ra cái nó đá chúng ta đá vô ngực của mình, được không? Mình sẽ đỡ cái cẳng chân này, chứ thường em thấy nhiều người là đỡ vậy. Đỡ vậy á thì cái gói họ nó bị bất mẫn rút gói thôi, đi ra đi vô đi tế đi lui đúng không? Cái khi mình ôm vậy nè, gói rất là bất ha. Rồi tao mình làm ở trên đây, tao mình làm ở trên này gấp đùi là gấp cái đùi vô bụng. Duỗi xuống, gấp đùi luôn. Duỗi xuống, cái duỗi xuống thì mình chỉ cần thả lỏng thôi, tại mình đâu phải còn không gói đâu. Gặp lại cái này ha. Duỗi xuống, mình duỗi xuống mình thấy duỗi xuống đây cũng được. Tại vì duỗi xuống đây thì nó ngã hết này ra, nhưng mà duỗi xuống thì cực lắm, không cần đâu, tại nào tắt duỗi nó là gấp. Còn người ta nằm duỗi thẳng cái chân được là cái duỗi ta bình thường gấp ha. Đây là gấp này, rồi mình xoay này. Xoay đùi, được không? Xoay đùi. À, xoay thì mình xoay dạng xoay đó này, còn đi chi dọc hồ và xoay một kiểu chiều dạng xoay là sao? Anh bị giới hạn xoay hả? Anh hoàn toàn là cái động tác thứ năm này. Dạng khép, dạng khép, dạng khép, đùi thì có ngửa về sau. Đó. Được không? Dạng xoay. Rồi hạ xuống. Dạng khép ha, mình hay dạng khép hai chân một lúc hoặc dạng khép từng chân. Đây là khép. Đây là dạng hai chân cốt được, nhưng mà vậy thì nó là xong. Trên tường mình là một bên thôi. Đây, một tay giữ gót, một tay giữ ở mặt trong đây, mình dạng ra. Khép vô, ha, được chưa? Khép vô, dạng ra. Khép vô nè ha, ok ha. Thường này biên độ nó tới 45, 50 là hết cỡ, đây là hết cỡ nè. Ai cũng vậy chưa? Rồi đây là dạng khép mà tôi thấy nằm ngửa. Dạng khép tôi thấy nằm sấp cũng y xì vậy luôn, chỉ là nằm sấp thôi. Dạ làm sắp thử đi, dạ làm sắp thử đi, dạ làm sắp thử đi. Đó, thì nó cũng có hai kiểu, làm cả hai chân. Đúng không? Hoặc là từng chân. Từng chân thì
cũng vậy, một tay giữ cổ chân, một tay giữ mặt trong đùi, cũng đưa ra, đi vô, đưa ra, đi vô, đưa ra, đi vô, đó vậy thôi, được không? Rồi cái đó là bài bộ của người tập khớp hang, mọi người làm thử.